Mời các bác đến với lại đôi bâu 901 series 3. Riêng dòng 901 series 3, 901 rồi là 905, tóm lại là những dòng này. Các bác mà không có cái con e-quay trên cùng kia thì báo cáo các bác mua cái đôi loa có rẻ đến mấy thì nó cũng chẳng có giá trị gì cả. Với dòng này em đã bán cũng khá nhiều đôi đấy. Có nhiều bác cứ gại mua con e-quay kia. Bởi vì bắt buộc những dòng Bow 901 này, nếu các bác không có con e-quay đấy thì nó cho chất âm của các bác nghe nó phèn phẹt, nó chối lắm. Nên là tại sao họ lại sản xuất cho con e-quay đấy đi theo cái đôi loa đầu này, Bow này. Được chưa? Đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Được chưa? Quá đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Đấy, các bác nhìn chưa? Đẹp lung linh cho các bác luôn. Đấy. Đây, mặt này. Đôi Bow 901 series 3 này có mức giá là 15.800.000 cả con e-quay kia luôn. Báo cáo các bác là nếu như không có con e-quay này, đôi loa này bán có 5 đến 8 triệu em cũng không mua nhá. Bán đôi loa này 5 hay là 8 triệu em cũng không mua. Nói thật cho các bác biết. Có nhiều bác là có mua đôi loa này không, anh bán em không mua đâu. Vì riêng báo cáo các bác là con e-quay này nhá, báo cáo các bác đây em để xa này. Sau cái căng đằng sau này có cái núm này này. Có nghĩa là bên bên Cam họ chuyển hàng về cho em, nhưng mà khi họ đóng họ để quên mất cái núm này. Có núm nhá, không phải tí nữa là nhờ bác em quên không nhắc trước. Có núm, sẽ trả núm này cho bác về sau, bởi cái núm này nó gai gai đây mà. Đây này. Núm này có thể cậy được ra mà. Đây này. Đây, nhìn chưa? Đấy, cậy được ra. Nên nó rơi không để ý nhá. Sẽ trả về sau cho bác. Có hàng. Chứ không nhiều lúc lại không để ý, tí nữa là các bác không nói đến là các bác nói đằng sau là không biết. Đây. Còn nhìn đẹp miên man luôn. Em dám quay thật gần cho các bác nhìn, các bác biết rồi. Nhìn đẹp mỹ mãn luôn ạ. Đây những cái viền này của nó là vết mốc trắng trắng nhé. Mình lau cái là hết luôn, chứ không bị cái gì cả. Đẹp chưa ạ? Đẹp miên man cho các bác luôn. Thì sau đây em Tuấn sẽ khui hàng cho các bác này. Đôi này có mức giá 15.800.000. Thì với cái đầu này của nó đây, tất cả bộ này, hai đôi loa và một cái e-quay này của nó, tổng là 15.800.000. Còn nếu mà bác nào có nguyên đôi loa bán 5 hay 6 triệu em chả mua đâu. Nếu như không có con e-quay này. Đây con e-quay này cũng là theo Bow luôn nhá. 901 series 3 luôn. Đúng theo đời của nó luôn ạ. Được chưa? Đấy. Đẹp chưa? Con e-quay của con Bow, đôi Bow này. Đấy. Còn tín hiệu đằng sau thì nó đã ghi hết rồi. Đường in, đường out đây rồi. In out đây. Vào ra đây, vào ra từng loa đấy. Được chưa? Từng vế loa đây rồi. Series 3. Chưa. Quá đẹp cho bác rồi. Rồi được chưa? Bow. Đấy là về con e-quay. Còn về thông số loa, loa đây. Thông số loa thì bảo các loa đẹp lắm. Loa này lau hết kia đẹp lắm. Đây. Bow 901 series 3. Bác nhớ này. Trên nó ghi cả thông số này. 901 series 3 đã tích có cả e-quay nhá. Equalizer nhá. Được chưa? Đấy, con mua nó phải có con này đi theo. Nhưng nó không có đi theo, bác mua nguyên đôi loa này nó đánh không ra gì đâu. Loa rõ là hay mà, nhưng mà khi không có con này vào nó sẽ không hay. Đấy. Đây em đang để một con loa này, một con mặt trước, một con mặt sau, cho bác nhìn thấy chưa? Mặt trước, mặt sau. Thì đa số là đây. Mình sẽ để đây, mặt trước đây. Bác nhìn cái mặt này này. Mặt trước nhìn đẹp không? Mặt trước, mặt sau. Đây, có đây này. Một con loa này. Đây có một con loa này. Đấy. Ê căng ở đây. Rất đẹp luôn. Ê căng nó còn zin hết các chốt này. Em không muốn cậy cho bác đâu. Con này không cậy nhé. Mặt sau này không cậy đâu. Thì báo cáo đây. Em sẽ nhấc cái này ra cho bác này. Đấy. Nhấc ê căng. Nhấc ê căng thoải mái. Cái núm này nó rơi được mà. Đây này nó rơi bình thường. Nó ốp nó gắn cạch nó kêu vào đây này. Nên là nó rơi lại ở bên đầu cam. Đầu cam đã báo cho em rồi. Nên em phải báo luôn cho bác. Nhá. Này. Nhìn thấy chưa? Đẹp chưa? Đẹp mỹ mãn cho các bác luôn. Đấy.
901 Series 3. Dòng này thì nghe nhạc hát karaoke, bao phê. Các bác ghép với lại đờn ông này, cover này, crown, xem. Hoặc là một số dòng âm ly của Mỹ cũng được. Có. Đa số là các bác đánh đờn ông ấy, cover. Đấy. Đây quay đây ạ. Đúng chưa? Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn nhé. Nói chung là tóm lại hàng đẹp lắm. Bao đẹp, bao chất cho các bác luôn. Đây, mặt sau đây đẹp chất lắm, không có gì cả. Đấy, chỉ cái núm này em sẽ báo cáo là có núm, chứ không nhiều lúc nhiều bác lại bảo không để ý nhé. Ok chưa? Đẹp keng cho bác chưa? Đấy. Rồi, chào bác. Mời các bác đến với lại đôi bâu 901 Series 3. Riêng dòng 901 Series 3, 901 rồi là 905, tóm lại là những dòng này. Các bác mà không có cái con e quay trên cùng thì báo cáo các bác mua cái đôi loa. Có rẻ đến mấy thì nó cũng chả có giá trị gì cả. Với dòng này em đã bán cũng khá nhiều đôi đấy. Có nhiều bác cứ gại em mua con e quay kia. Bởi vì bất buộc những dòng bow 901 này, nếu các bác không có con e quay đấy thì nó cho chất âm của các bác nghe nó phèn phẹt, nó chối lắm. Nên là tại sao họ lại sản xuất cho con e quay đấy đi theo cái đôi loa đầu bow này. Được chưa? Đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Được chưa? Quá đẹp luôn. Ok đây. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đẹp lung linh cho các bác luôn. Đấy. Đây, mặt này. Đôi bow 901 Series 3 này có mức giá là 15.800.000 cả con EQI kia luôn. Báo cáo các bác là nếu như không có con EQI này, đôi loa này bán có 5 đến 8 triệu em cũng không mua nhá. Bán đôi loa này 5 hay là 8 triệu em cũng không mua. Nói thật cho các bác biết. Nên có nhiều bác là có mua đôi loa này không, anh bán em không mua đâu. Vì riêng báo cáo các bác là con EQI này nhá, báo cáo các bác đây em để xa này. Sau cái căng đằng sau này có cái núm này này. Có nghĩa là bên Cam họ chuyển hàng về cho em, nhưng mà khi họ đóng họ để quên mất cái núm này. Có núm nhá, không phải tí nữa là nhờ bác em quên không nhắc trước. Có núm, sẽ trả núm này cho bác về sau, bởi cái núm này nó gai đây mà. Đây này. Núm này có thể cậy được ra mà. Đây này. Đây, nhìn chưa? Đấy, cậy được ra. Nên nó rơi không để ý nhá. Trả về sau cho bác. Có hàng. Chứ không nhiều lúc lại không để ý, tí nữa là các bác không nói đến là các bác nói đằng sau là không biết. Đây. Còn nhìn đẹp miên man luôn. Em dám quay thật gần này cho các bác nhìn thì các bác biết rồi. Nhìn đẹp mỹ mãn luôn ạ. Đây những cái viền này của nó là vết mốc trắng trắng nhé. Mình lau cái là hết luôn chứ không bị cái gì cả. Đẹp chưa ạ? Đẹp miên man cho các bác luôn. Thì sau đây em Tuấn sẽ khui hàng cho các bác này. Đôi này có mức giá 15.800.000. Thì với cái đầu này của nó đây, tất cả bộ này, hai đôi loa và một cái e-quay này của nó, tổng là 15.800.000. Còn nếu mà bác nào có nguyên đôi loa bán 5 hay 6 triệu em chả mua đâu. Nếu như không có con EQI này. Đây con EQI này cũng là theo bow luôn nhá, 901 Series 3 luôn. Đúng theo đời của nó luôn ạ. Được chưa? Đấy. Đẹp chưa? Con EQI của con bow, đôi bow này. Đấy. Còn tín hiệu đằng sau thì nó đã ghi hết rồi. Đường in, đường out đây rồi. In out đây. Vào ra đây, vào ra từng loa đấy. Được chưa? Từng vế loa đây rồi. Series 3. Chưa. Quá đẹp cho bác rồi. Rồi được chưa? Bầu. Đấy là về con EQI. Còn về thông số loa. Loa đây. Thông số loa thì bảo bác loa đẹp lắm. Loa này lau hết đi đẹp lắm. Đây. Bầu 901 Series 3. Bác nhớ này. Trên nó ghi cả thông số này. 901 Series 3 đã thích có cả EQI nhá. Equalizer nhá. Được chưa? Đấy, con mua nó phải có con này đi theo. Nhưng nó không có đi theo, bác mua nguyên đôi loa này nó đánh không ra gì đâu. Loa rõ là hay mà, nhưng mà khi không có con này vào nó sẽ không hay. Đấy. Đây em đang để một con loa này, một con mặt trước, một con mặt sau. Các bác nhìn thấy chưa? Mặt trước, mặt sau.
thì đa số là đây, sẽ để đây mặt trước đây, bác nhìn cái mặt này này, mặt trước nhìn đẹp không, mặt trước mặt sau đây, có đây này một con loa này, đây có một con loa này đấy, e căng ở đây rất đẹp luôn, e căng nó còn zin hết các chốt này, em không muốn cậy cho bác đâu, con này không cậy nhé, mặt sau này không cậy đâu, thì báo cáo đây em sẽ nhấc cái này ra cho bác này, đấy, nhấc e căng, nhấc e căng thoải mái, cái núm này nó rơi được mà, đây này nó rơi bình thường, nó ốp nó gắn cạch nó kêu vào đây này, nên là nó rơi lại ở bên đầu cam, đầu cam đã báo cho em rồi, nên em phải báo luôn cho bác nhé. Này nhìn thấy chưa, đẹp chưa, đẹp mỹ mãn cho các bác luôn. Đấy, 901 Series 3. Dòng này thì nghe nhạc hát karaoke bao phê. Các bác ghép với lại đờn ông này, cover này, crown xem, hoặc còn một số dòng âm ly của Mỹ cũng được. Có đa số là các bác đánh đờn ông ấy, cover đấy, nghe quay đây ạ. Đúng chưa, bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn nhé. Nói chung là tóm lại hàng đẹp lắm, bao đẹp, bao chất cho các bác luôn. Đây, mặt sau đựng đẹp chất lắm, không có gì cả. Đấy, chỉ cái núm này em sẽ báo cáo là có núm, chứ không nhiều lúc không nhiều bác lại bảo không để ý nhé, ok chưa, đẹp keng cho bác chưa. Đấy, rồi em chào bác.